Xin chào các bạn đã quay trở lại với vlog của mình ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ thử thách trình độ ngoại ngữ của cô bán tạp hóa ngoài chợ nha các bạn. Mua gì vậy cưng? I can speak Vietnamese. Can you speak English? À, người nước ngoài hả? Where are you from? I'm from Thailand. Ở Thái Lan hả? No problem. Sẵn phút đai ha, phà xa đai kè. Phà xa Việt Nam, phà xa Thay, phà xa Anh Rịt, phà xa Phá Rằng Sệt, lẹp phà xa Di Bùn. Rồi xong gặp mấy thứ dữ luôn. Hả? Well, I'm originally from Thailand, but my family moved to Japan. Yeah, when I was 3 years old. Ah, Japan, Japan, Nhật Bản. Irasaimase, nanikao sagashiresu ka? Gì cũng được nữa hả trời. I want to buy a t-shirt. Con này bụng nó điên cái gì vô tiệm tập quá mua thun trời. Moshiwa kegozaimasen. Sore wa toriatsukatte orimasen. Thank you, goodbye, see you again. Bye bye. Trời ơi, bà Tám tôi công nhận bà giỏi thiệt, cái gì bà cũng biết hết trơn mà biết điều bà không biết. Là mày khen hay mày chê à? Tôi khen đó, tôi khen bà đó. Trời ơi, mà biết sao không? Hồi nhỏ tao đi học là tao đi học chương trình tiếng Pháp. Đó rồi tao cũng phải học tiếng Anh. Cái sau này tao đi qua Thái tao làm ăn với bển á. Rồi làm ăn xong mà thiếu nợ tùm lum tà la mới đi xuất khẩu lao động qua bên Nhật. Bởi tao nói được 5 thứ tiếng là vậy đó.